Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Bản tin hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Giáp Thìn sẽ có những tin tức Phật sự đáng chú ý sau đây. Hà Nội, chùa Yên Phú trang nghiêm đại lễ Phật đản. Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố họp rà soát công tác chuẩn bị tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568. Tại các địa phương, Phật giáo quận huyện tự viện trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Phân ban Phật tử hải ngoại khai mạc khóa tu Phật đản online tọa ngát Hương Đàm lần 2 năm 2024. Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, Ban Văn hóa Trung ương cùng Hội Hữu nghị Việt Nam Ấn Độ, thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức Đại lễ Phật đản 2024 tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Chứng minh buổi lễ về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, trụ trì chùa Yên Phú. Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương cùng toàn thể chư Tôn đức tăng ni và đông đảo Phật tử đồng tham dự. Về phía khách mời quốc tế có ông Suhas Prasad Gupta, Phó đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Barakna Srivasta, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cùng các đại biểu nước bạn và khách quý đến từ Hội Hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Tham dự đại lễ còn có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Quốc hội cũng đến tham dự và chúc mừng đại lễ. Sau khi phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản 2024 Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bức thông điệp kêu gọi tăng ni và Phật tử nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, bảo vệ đất nước. Theo Hòa thượng, Đại lễ Phật đản còn là cầu nối văn hóa, tâm linh cũng như tình hữu nghị bền chặt, trở thành mối liên kết đặc biệt, chia sẻ những giá trị tinh thần và văn hóa không chỉ giữa Việt Nam với Ấn Độ mà các nước có mối quan hệ ngoại giao trên thế giới. Hòa thượng cũng kêu gọi tăng ni Phật tử các giới ra sức làm thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, đồng thời nguyện cầu cho hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Hải Ấn đã tuyên đọc diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử. Đại diện cho Đại sứ Ấn Độ phát biểu, ông Suhas Prasad Gupta cho biết khi được tham dự Đại lễ Phật đản là niềm tự hào và vinh hạnh của bản thân. Đây là dịp để tưởng nhớ đến hơn 2.000 năm trước đã có một bậc vĩ nhân xuất hiện nơi trần thế để cứu độ chúng sinh. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ niềm vui mừng và mong muốn sự hợp tác phát triển giữa hai quốc gia Việt Nam, Ấn Độ luôn được bền chặt trong văn hóa tôn giáo và sự phát triển song phương. Sau bài phát biểu cảm tạ của bà Vũ Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Việt Nam Ấn Độ là phần nghi thức dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an và nghi thức tắm Phật truyền thống trong niềm hân hoan của Phật tử tham dự. Sáng nay ngày 13 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị lần sau cùng trước thềm tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 sắp diễn ra. Buổi họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự tham dự của Chư Tôn Đức Phó Ban Thường trực Ban Trị sự. Tại buổi họp, Chư Tôn Đức báo cáo tiến độ các đầu việc được phân công liên quan tới nghi lễ, thiết kế lễ đài chính của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc tự, điệu hoa của đại diện các hệ phái, ban chuyên môn, bố trí khu vực lễ tắm Phật
đội hình trong lễ rước kiệu tôn tượng Đức Phật sơ sinh, truyền thông trật tự, khu vực tập trung kiệu hoa. Theo đó, lộ trình rước kiệu Đức Phật sơ sinh đã được cử hành vào lúc 8 giờ tối mùng 8 tháng 4 âm lịch. Đặc biệt, đoàn rước kiệu năm nay sẽ bộ hành với 21 kiệu hoa, chủ đề phong phú do ban nghi lễ cùng 19 đơn vị là các ban chuyên môn, đại phái, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo kế hoạch, đoàn kiệu hoa sẽ tập trung tại tổ đình Ấn Quang, sau đó rước kiệu pháp tướng Đức Phật đản sinh về trụ sở ban trị sự Phật giáo thành phố Việt Nam Quốc tự, với sự tham dự đoàn rước lễ phong phú từ chư tăng ni Phật tử các giới đến các nghệ sĩ và các em học sinh thiếu nhi. Sau khi đoàn rước kiệu về đến Trị Nam Quốc tự, tại đây sẽ cử hành nghi thức tắm Phật truyền thống, mở đầu cho tuần lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2568. Sau buổi họp, Hòa thượng trưởng ban trị sự cùng chư tôn đức ban thường trực đã thị sát công việc thiết kế lễ đài và điểm thiết kế xe hoa do ban nghi lễ phụ trách. Được biết, đại lễ Phật đản chính thức của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào lúc 6 giờ ngày rằm tháng 4, 22 tháng 5 năm 2024 tại lễ đài Việt Nam Quốc tự. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 13 tháng 5 tại Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức thành viên Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai các công tác chuẩn bị cho tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 sắp diễn ra. Buổi họp còn có sự tham dự đóng góp ý kiến tích cực của chư tôn đức tăng ni, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp, chư tôn đức đã đóng góp ý kiến hoàn thiện các khâu cuối cùng cho mô hình kiệu hoa tham gia lễ rước tôn tượng Đức Phật từ tổ đình Ấn Quang và Việt Nam Quốc tự. Trên cơ sở ý kiến đã thống nhất trước đó, kiệu hoa của Ban Giáo dục Phật giáo thành phố cho thành viên trong ban chủ trì để vừa tiết kiệm vừa thể hiện được tấm lòng dân Phật trong mùa Phật đản năm nay. Bên cạnh chủ đề chính là chào mừng Phật đản, kiệu hoa của Ban Giáo dục Phật giáo còn truyền tải tinh thần duy tuệ thị nghiệp của đạo Phật. Tinh thần đó cũng chính là tôn chỉ mà mỗi thành viên Ban Giáo dục Phật giáo thành phố luôn ý thức nêu cao thông qua sự nghiệp giáo dục, góp phần đào tạo ra những thế hệ tu sĩ dồi dào về lượng, giỏi giang về chất, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của Phật giáo nước nhà. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Thời gian này, tại thủ đô Hà Nội, tại tỉnh Phú Thọ, Phật giáo các quận huyện cũng đang trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 trong không khí vui tươi ấm áp. Sáng ngày 12 tháng 5, tức ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch, tại chùa Phúc Nghiêm, thôn Bến, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của những người con Phật hướng về kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn đã trang nghiêm tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Được biết, Ban trị sự huyện Sóc Sơn là một trong hai ban trị sự quận huyện thị đầu tiên tại Hà Nội tổ chức đại lễ Phật đản sớm nhất, với mong muốn kính dâng đóa hoa lòng ngát hương cúng dường lên Đức Từ Phụ, hồi tưởng lại cách đây hơn 2600 năm có một bậc vĩ nhân đã vì lòng bi mẫn mà thị hiện nơi đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đại lễ đã được diễn ra theo nghi thức Phật đản truyền thống. Trong không khí trang nghiêm, hội chúng đã lắng nghe Đại Đức Thích Viên Giác tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 của Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Bức thông điệp chính là lời kêu gọi sự bình đẳng, hòa bình, mong mỗi người con Phật đều đoàn kết, cùng lan tỏa tình yêu thương, từ bi và trí tuệ đến với tất cả nhân loại nhằm kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc. Tiếp đến, Đại Đức Thích Chí Thuần, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Hoằng Pháp Trung ương khu vực phía Bắc, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn, đã đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, nhân tháng Phật đản, noi theo gương hạnh từ bi của Đức Thế Tôn, chùa Phúc Nghiêm đã trao tặng 23 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, cùng 5 phần quà hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường tiểu học Đông Xuân với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Một trong những điểm đặc sắc của Ban trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn đó là mỗi năm sẽ có một ngôi chùa đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản của huyện. Năm nay, chùa Phúc Nghiêm là nơi tổ chức đại lễ Phật đản của Ban trị sự Phật giáo huyện nhà. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Viên Giác đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm để tri ân những đóng góp của sư cô trụ trì Thích Tịnh Kiên cùng đại diện chính quyền địa phương và nhân dân Phật tử bản tự.
Đồng thời, Đại Đức trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện cũng đã trao cờ đăng cai Phật đản năm 2025 cho Chùa Hưng Long do Ni Sư Thích Đàm Hoài trụ trì. Mong rằng Ni Sư sẽ cùng chính quyền địa phương và nhân dân Phật tử đoàn kết, tổ chức đại lễ Phật đản thành tựu viên mãn, là phẩm vật cao quý dâng cúng lên đấng Từ Phụ. Khép lại buổi lễ, Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức tụng kinh Phật đản và làm lễ mộc dục tắm Phật. Trong tiếng niệm Phật trầm hùng ngân vang, từng người con Phật không phân biệt độ tuổi hay giai cấp đều một lòng hướng về phía tôn tượng Đức Phật sơ sinh, chắp tay búp sen, thành kính thực hiện nghi thức tắm Phật như đang tự gột rửa thân tâm, quay trở về với Phật tính thanh tịnh sẵn có trong mỗi người. Buổi lễ đã thập phần viên mãn khi Chư Tôn Đức và đại diện chính quyền và nhân dân Phật tử làm lễ phóng sinh, thả bóng bay cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Phật pháp hưng long, chúng sinh an lạc. Cũng trong sáng ngày 12 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày mùng 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 Dương lịch 2024 tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mở đầu đại lễ, Thượng tọa Thích Thanh Trung, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên, Trưởng Ban tổ chức đại lễ, đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi cho toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản Phật lịch 2568. Tiếp theo, Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, đồng trưởng ban tổ chức đại lễ, đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự. Tại buổi lễ, thanh niên Phật tử dâng những lời ca tiếng hát cúng dường ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng tọa Thích Quảng Đông, Phó ban trị sự Phật giáo quận Long Biên đọc ý nghĩa lễ Phật đản của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên đã trao tặng 80 phần quà từ thiện cho các hộ gia đình chính sách khó khăn và trẻ em nghèo trong quận. Mỗi suất quà bao gồm một bao gạo 10kg, một phong bì 500.000 đồng. Tổng kinh phí trao quà khoảng gần 100 triệu đồng. Hòa chung niềm vui của buổi lễ, bà Vũ Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên phát biểu ghi nhận và mong rằng các tăng ni Phật tử trong quận phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp đã đạt được, tiếp tục thực hiện mục tiêu hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Cuối buổi lễ, toàn thể Chư Tôn Đức cùng chính quyền địa phương đã cử hành nghi lễ dân hương tụng niệm mừng Phật đản sinh, lễ cúng dường và nghi thức tắm Phật truyền thống. Chư Tôn Đức cùng quý đại biểu tham gia lễ mộc dục cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2024, tức ngày 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại chùa Phúc Lâm, thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Tại buổi lễ, đại chúng trang nghiêm lắng nghe thông điệp và diễn văn Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Đức Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm là dịp để tôn vinh Đức Phật, tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhắc nhở Phật tử không ngừng tu tập, từ bi hỷ xả. Từ đó, mỗi người con Phật nhận diện về vai trò của mình đối với trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, theo đúng phương châm của Đạo Phật, sống tốt đời, đẹp đạo. Thay mặt cho lãnh đạo huyện ủy, ông Trịnh Đức Lai gửi lời chúc mừng đến các chức sắc, tăng ni Phật tử huyện Phú Ninh có nhiều sức khỏe, đón mừng đại lễ Phật đản vui tươi, an lạc. Dịp này, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện đã trao 20 suất quà cho 20 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phong Châu. Thưa quý vị, và tối qua tại Hà Nội, ngày 12 tháng 5, tức ngày 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, đông đảo nhân dân Phật tử thập phương đã háo hức vân tập về tổ đình Hồng Phúc Hòe Nhai để đón chờ khoảnh khắc được cùng nhau rước Phật quanh các tuyến phố của phường Nguyễn Trung Trực. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để kỷ niệm ngày Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mang ý nghĩa đưa đạo Phật đến gần hơn với quảng đại quần chúng nhân dân. Thời tiết vào hè với những cơn mưa chợt đến chợt đi, có những lúc trắng xóa trời đất, nhất là vào trước giờ thực hiện lễ rước Phật. Tuy nhiên, ai nấy vẫn giữ tâm an trú, hoan hỷ động viên nhau cùng nán lại chờ đợi tới khi trời tạnh để cùng nhau rước Phật.
Đúng 19 giờ sau ba hồi chuông trống Bát Nhã, ban nghi lễ đã cùng trước chư tôn đức Quang Lâm chính điện cử hành nghi thức Phật đản hành chính. Đại lễ đã được diễn ra theo nghi thức Phật đản truyền thống với bức thông điệp Phật đản do Thượng tọa Thích Tâm Hoan tuyên đọc, diễn văn Phật đản do Thượng tọa Thích Tiến Đức tuyên đọc và ý nghĩa Phật đản do Đại đức Thích Minh Hạnh tuyên đọc. Gần 21 giờ, ngoài trời cơn mưa vẫn rất to, tuy nhiên nơi chính điện, trong khói hương trầm quyện tỏa, chư tôn đức cùng quý quan khách chính quyền và toàn thể đại chúng vẫn nhiếp tâm thanh tịnh, thành kính niêm hương bạch Phật đỉnh lễ Tam Bảo và thực hiện nghi thức tắm Phật trong ngôi giảng đường mới của chùa. Khi nghi thức tắm Phật vừa kết thúc cũng là lúc trời tạnh, bầu không khí trở nên mát mẻ trong lành, như thể trận mưa trắng xóa trời đất đó đã rửa trôi đi hết thảy những bụi bặm nhiễm ô. Những tiếng vỗ tay, những nụ cười giòn, những lời reo hò vang khắp không gian thiền môn, tất cả đội hình lại tiếp tục trở về vị trí để bắt đầu chương trình rước Phật. Buổi lễ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, có những vị khách nước ngoài thích thú xin chụp ảnh cùng đoàn, thậm chí cầm cờ Phật giáo tham gia vào đoàn rước, khiến tất cả xích lại gần nhau hơn và chung một nhịp đập hân hoan ngày Phật đản. Đoàn rước đi tới đâu đều toát ra năng lượng của bình an và sự hoan hỷ tới đó. Ai nấy đều xúc động, chắp tay cung kính, niệm danh hiệu Phật và nguyện cầu Phật Pháp xương minh, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, no ấm. Buổi lễ chính là minh chứng cho sự mầu nhiệm của Phật Pháp với những ai tin, học và thực hành theo những giáo lý mà Ngài đã chỉ dạy. Tối ngày 12 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 4 năm Giáp Thìn, chùa Liên Hoa, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ cho dân ngày chào mừng, giờ phút linh thiêng nhất toàn thể chư tôn đức tăng ni, quý đại biểu, nhân dân, Phật tử đón nghe bức thông điệp và diễn văn Phật đản của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh và Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đó, chư tôn đức trong ban tổ chức đã tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Cũng tại đại lễ, chư tôn đức tăng, toàn thể đạo tràng, bà con nhân dân Phật tử đã tiến hành nghi thức niêm hương tụng niệm kính mừng Phật đản, tắm Phật, cầu nguyện cho đất nước hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật đạo viên thành. Chuyển qua các tin tức Phật sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào sáng ngày 12 tháng 5 năm 2024, Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo Tràng Như Đức, tọa lạc tại ấp Láng Khoét, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, do Đại đức Thích Hạnh Đức quản lý. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sọt San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, cùng chư tôn đức ban thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức tăng ni, các tự viện trong ngoài tỉnh và Phật tử tham dự. Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các cấp chính quyền đồng tham dự. Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Thắng, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, thay mặt ban tổ chức đã phát biểu chào mừng đến chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và toàn thể đại biểu khách quý cùng nam nữ Phật tử. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thay lời Ban Thư ký tuyên đọc quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo Tràng Như Đức. Phân công Đại đức Thích Hạnh Đức, thể danh Trương Trung Hiếu, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1996, làm đại diện quản lý điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo Tràng Như Đức tại ấp Láng Khoét, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Hạnh Đức dâng lời phát nguyện, nhiệm vụ trụ pháp dương gia trì Như Lai Tạng là trọng trách hành nguyện của người xuất gia, sẽ hứa cống hiến hết mình cho đạo pháp và dân tộc, làm tròn trách nhiệm với cương vị của một vị quản lý đạo tràng Như Đức, hướng dẫn Phật tử tu học đúng với chánh pháp, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân để xứng đáng là bậc mô phạm của tăng đoàn. Ông Trần Vũ Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Lộc đã thay lời cho lãnh đạo chính quyền địa phương có lời chúc mừng tốt đẹp điểm nhóm sinh hoạt tập trung Đạo Tràng Như Đức đã đủ điều kiện thành lập. Ông mong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành và Đại đức Thích Hạnh Đức thực hiện tốt những nội dung được đăng ký, chấp hành những chủ trương, đường lối, quy định về sinh hoạt tôn giáo
cùng chung tay với lãnh đạo xã thực hiện tốt công tác an ninh trật tự và công tác tôn giáo trên địa bàn xã. Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thạch Sót San tán thán công đức của Đại đức Thích Hạnh Đức đã trở về nông thôn vùng sâu vùng xa để cống hiến, lan tỏa duyên lành từ bi trí tuệ của Đạo Phật. Hòa thượng mong rằng Đại đức Thích Hạnh Đức sẽ hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, thực hiện đúng pháp luật và chủ trương của giáo hội đề ra trên tinh thần trách nhiệm của người con Phật trong sự dấn thân phụng sự đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, hướng dẫn Phật tử đạo tràng cùng nhân dân sống và làm theo chánh tín Phật giáo. Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản, tối ngày 11 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Giáp Thìn, Phần ban Phật tử Hải ngoại thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức khai mạc khóa tu Phật đản online tọa ngát Hương Đàm lần 2 năm 2024. Chư tôn đức trong phần ban và hàng trăm Phật tử trong và ngoài nước đã cùng tham dự. Hàng năm vào mùa Phật đản, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông điệp chúc mừng Phật đản, đồng thời Đức Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự gửi diễn văn đại lễ Phật đản cho Phật tử khắp năm châu. Đại diện ban tổ chức Đại đức Thích Tánh Trăng, Phó phân ban Phật tử Hải ngoại, tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thiện Mỹ, Phó ban tổ chức, nhắc lại hình Phật hiện thế gian là dịp để chúng ta suy ngẫm về những giá trị thiêng liêng mà Phật giáo đã góp phần làm đẹp cho nhân quần xã hội. Tham dự khóa tu Phật đản online, Phật tử Anna Phạm, đại diện Phật tử khắp năm châu xin phát nguyện thực hiện tốt chương trình tu học nhằm khai tâm điểm trí, phần nào với bớt nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống và luôn hướng tâm về quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Với tâm nguyện thiết tha cầu đạo của người Phật tử trong sáng và tấm lòng chí thành, Đại đức Thích Tuệ Nhật, trưởng ban tổ chức đã đại diện chư tôn đức trong phân ban, có lời khuyến tu đến Phật tử khóa sinh. Ánh sáng của Đức Phật đã tỏa khắp năm châu, hương đàm của Thế Tôn đã tỏa ngát khắp địa cầu. Chúng ta là người con Phật, phải có trách nhiệm bổn phận bằng sự tu học của mình để làm cho ánh sáng hương hoa đàm đó ngày một tỏa rạng. Đặc biệt là hương hoa đàm trong tâm thức của mỗi người, cần mỗi ngày khám phá lan tỏa trong chính con người chúng ta đến gia đình và xã hội. Suốt chương trình lễ khai mạc, qua sự điều phối dẫn chương trình của Đại đức Thích Thiện Hưng, trưởng tiểu ban thông tin truyền thông, hàng Phật tử khóa sinh hòa lòng mình vào ký ức Lâm Tỳ Ni, nơi thể hiện của vị cha lành, đánh dấu một bậc xuất trần đem giáo pháp tỏa ngát hương hoa đàm bất tận cho đến hôm nay và mãi về sau. Xin được chuyển qua các tin tức từ thiện nhân dịp chào mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, Phần ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Phần ban Phật tử Dân tộc tỉnh Bình Định đã kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Văn Hươn tại địa chỉ làng M3, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương. Thượng tọa Thích Quảng Duy, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Từ thiện tỉnh. Đại đức Thích Nhuận Tính, Phó phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc Trung ương phụ trách tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi cùng đoàn phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định. Tham dự buổi lễ có chính quyền huyện Vĩnh Thạnh, địa phương cùng đông đảo nhân dân Phật tử cùng về tham dự. Căn nhà được tài trợ bởi Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Bình Định, Ban Trị sự, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh cho gia đình ông Đinh Văn Huân, địa chỉ làng M3, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, với tổng trị giá 80 triệu đồng. Phát biểu tại buổi khởi công xây dựng nhà, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn thay mặt đoàn thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ và động viên gia đình được hỗ trợ. Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Phật tử dân tộc thiểu số. Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương làm lễ dâng hương đặt đá và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết. Thưa quý vị, được sự chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, sáng qua ngày 12 tháng 5 năm 2024, chư tôn đức tăng và Phật tử chùa Láng Cát, chùa Sóc Xoài và chùa Phật Quang đã đến ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành để tiến hành đổ bê tông xây dựng con đường kênh Tà Bết, rạch Sóc. Dự kiến con đường được xây dựng với chiều dài hơn 2.000m, chiều ngang 3m với kinh phí là gần 2 tỷ đồng.
Buổi khởi công có sự tham dự và chỉ đạo của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng ban tăng sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Minh Hậu, Phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Chánh, chánh văn phòng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Láng Cát, Đại đức Danh Hữu Giang, phó trụ trì chùa Sóc Xoài và trên 120 chư tăng và Phật tử tham gia đổ bê tông. Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo chính quyền xã Thạnh Lộc, địa phương sở tại. Được biết ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang là vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đa số là người dân tộc, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều yếu kém dẫn đến việc lưu thông đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Hôm nay, con đường kênh Tà Bớt Rạch Sóc được tiến hành đổ bê tông, tương lai người dân địa phương sẽ giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, có cơ hội nhiều hơn trong việc trao đổi vận chuyển hàng hóa, các em học sinh đi học dễ dàng hơn. Dự kiến con đường được xây dựng với chiều dài khoảng 2.000m, chiều ngang 3m, dài 20cm, với kinh phí dự kiến gần 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, vào sáng ngày 12 tháng 5 năm 2024, Chùa Hội Khánh, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với đoàn y bác sĩ đã nghỉ hưu và đang công tác tại các bệnh viện trong tỉnh, tổ chức chương trình khám phát thuốc miễn phí lần thứ tư năm 2024 cho người dân trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, và hưởng ứng 143 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 41 năm Phật giáo Sông Bé Bình Dương hình thành và phát triển. Đoàn khám bệnh gồm các y bác sĩ đã tổ chức khám kiểm tra huyết áp, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 161 người cao tuổi và người thuộc hộ khó khăn, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, người già neo đơn. Được biết, qua nhiều lần tổ chức, đến nay phòng khám và phát thuốc chùa Hội Khánh ngày càng nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ từ các y bác sĩ đã nghỉ hưu, đang làm việc tại các bệnh viện trong tỉnh, đóng góp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, văn minh, hiện đại, đoàn kết và nghĩa tình. Cũng trong ngày 12 tháng 5 năm 2024, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre, phường 4, thành phố Bến Tre, Tiểu ban hướng dẫn Phật tử Ni giới Trung ương đã phối hợp cùng với Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình phiên chợ từ tâm và buffet chay kết nối yêu thương dành cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp chào mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Ban tổ chức chủ trì buổi lễ có sự quan lâm của Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, chứng minh phân ban Ni giới Trung ương, chứng minh phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó trưởng ban thường trực phân ban Ni giới Trung ương, đặc trách Ni giới các tỉnh miền Nam, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Phó trưởng phân ban Ni giới Trung ương, trưởng phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức ni phân ban Ni giới Trung ương, chư ni trụ trì các tự viện lãnh đạo tỉnh, địa phương sở tại. Khai mạc phiên chợ Ni sư Thích Nữ Huệ Dân, Phó trưởng phân ban Ni giới Trung ương, trưởng tiểu ban hướng dẫn Phật tử Ni giới Trung ương, trưởng ban tổ chức có đôi lời chia sẻ. Đây là một lễ hội tình người mà tiểu ban hướng dẫn Phật tử Ni giới Trung ương và chư ni tỉnh Bến Tre muốn góp phần tiếp sức bằng những hoạt động thiết thực giúp cho công nhân lao động có thêm niềm tin, điểm tựa tinh thần phấn đấu tích cực lao động, góp sức xây dựng quê hương tỉnh Bến Tre và đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp. Ban tổ chức đã xây dựng lên một siêu thị mua sắm không đồng tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Bến Tre với rất nhiều mặt hàng dành tặng cho 500 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trị giá 250 triệu đồng và trên 35 món ẩm thực buffet chay để phục vụ các anh chị em công nhân được thưởng thức ẩm thực chay nhân tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước quê hương Việt Nam. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trao 20 phần học bổng cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn có đội ngũ bác sĩ khám bệnh phát thuốc, khám nhổ răng và có quý ni sư có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tư vấn tâm lý và đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đến hướng dẫn tư vấn pháp luật cho công nhân. Trong niềm hân hoan, đi trưởng Thích Nữ Như Như có lời đạo từ tri ân lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các nhà mạnh thường quân và tán thán tinh thần đoàn kết của chư ni. Khẳng định nơi nào khó khăn là nơi đó có Ni giới Việt Nam đồng hành cùng lãnh đạo nhà nước, chung tay xây dựng nên một xã hội bình an và một đất nước phát triển giàu đẹp.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã tích cực ủng hộ vật chất thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Tam đã ký. Phiên chợ Từ Tâm Kết Nối Yêu Thương kết thúc thành công viên mãn trong niềm hân hoan với đôi lời cảm tạ tri ân của Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Tiểu ban Nghi lễ Ni giới Trung ương đến với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre đã nhiệt tâm tạo điều kiện tốt đẹp và không gian để phiên chợ diễn ra trong niềm hân hoan và hạnh phúc giữa người trao và người nhận trong mùa Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Sau lễ khai mạc, quý lãnh đạo tỉnh đã cùng quý ni trưởng ban tổ chức đã quan lâm đến trước kim thân sơ sinh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nghiêm trang thực hiện nghi thức mộc dục. Cuối chương trình, kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho chiều tối đêm nay và ngày mai. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Xin mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thời sự psoa@gmail.com. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024, kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị an lạc trong chánh pháp, thành tựu mọi sở nguyện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.